Vì hư không không bền chắc nên biết tất cả hữu tình cũng không bền chắc. Vì hư không vô sở hữu nên biết tất cả hữu tình cũng vô sở hữu. Do nhân duyên này, Đại Bồ Tát ấy mới là rất hiếm có thể làm việc khó làm. Thiền tử nên biết, Đại Bồ Tát ấy mặc áo giáp đại nguyện vì muốn điều phục tất cả hữu tình. Nhưng các hữu tình hoàn toàn vô sở hữu, giống như có người mặc áo giáp chiến đấu với hư không. Thiền tử nên biết, Đại Bồ Tát mặc áo giáp đại nguyện ấy vì muốn làm lợi ích cho tất cả hữu tình. Nhưng các hữu tình và áo giáp đại nguyện ấy đều bất khả đắc. Vì sao? Này các thiên tử, vì hữu tình lìa nên biết áo giáp đại nguyện này cũng lìa. Vì hữu tình không nên biết áo giáp đại nguyện cũng không. Vì hữu tình không bền chắc nên biết áo giáp đại nguyện cũng không bền chắc. Vì hữu tình vô sở hữu nên biết áo giáp đại nguyện cũng vô sở hữu. Thiên tử nên biết, việc Đại Bồ Tát ấy điều phục làm lợi ích cho các hữu tình cũng bất khả đắc. Vì sao? Này các thiên tử, vì hữu tình lìa nên biết việc điều phục làm lợi ích này cũng lìa. Vì hữu tình không nên biết việc điều phục làm lợi ích cũng đều không. Vì hữu tình không bền chắc nên biết việc điều phục làm lợi ích cũng không bền chắc. Vì hữu tình vô sở hữu nên biết việc điều phục làm lợi ích cũng vô sở hữu. Thiên tử nên biết, các Đại Bồ Tát cũng vô sở hữu. Vì sao? Này các thiên tử, vì hữu tình lìa nên biết các Đại Bồ Tát cũng lìa. Vì hữu tình không nên biết các Đại Bồ Tát cũng không. Vì hữu tình không bền chắc nên biết các Đại Bồ Tát cũng không bền chắc. Vì hữu tình vô sở hữu nên biết các Đại Bồ Tát cũng vô sở hữu. Thiên tử nên biết Đại Bồ Tát nào nói như vậy mà không buồn lo sợ sệt thối lui, thì nên biết Đại Bồ Tát này hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu. Vì sao? Này các thiên tử, vì sắc uẩn cho đến thức uẩn lìa nên hữu tình cũng lìa. Vì nhãn xứ cho đến ý xứ lìa nên hữu tình cũng lìa. Vì sắc xứ cho đến pháp xứ lìa nên hữu tình cũng lìa. Vì nhãn giới cho đến ý giới lìa nên hữu tình cũng lìa. Vì sắc giới cho đến pháp giới lìa nên hữu tình cũng lìa. Vì nhãn thức giới cho đến ý thức giới lìa nên hữu tình cũng lìa. Vì nhãn xúc cho đến ý xúc lìa nên hữu tình cũng lìa. Vì các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra lìa nên hữu tình cũng lìa. Vì địa giới cho đến thức giới lìa nên hữu tình cũng lìa. Vì nhân duyên cho đến tăng thượng duyên lìa nên hữu tình cũng lìa. Vì vô minh cho đến lão tử lìa nên hữu tình cũng lìa. Vì bố thí Ba La Mật Đa cho đến Bát Nhã Ba La Mật Đa lìa nên hữu tình cũng lìa. Vì pháp nội không cho đến pháp vô tính tự tính không lìa nên hữu tình cũng lìa. Vì chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ lìa nên hữu tình cũng lìa. Vì thánh đế khổ cho đến thánh đế đạo lìa nên hữu tình cũng lìa. Vì bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo lìa nên hữu tình cũng lìa. Vì bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc lìa nên hữu tình cũng lìa. Vì pháp một giải thoát không vô tướng vô nguyện lìa nên hữu tình cũng lìa. Vì tám giải thoát cho đến 10 biến xứ lìa nên hữu tình cũng lìa. Vì tịnh quán địa cho đến Như Lai địa lìa nên hữu tình cũng lìa. Vì Cực Hỷ địa cho đến pháp vân địa lìa nên hữu tình cũng lìa. Vì pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma địa lìa nên hữu tình cũng lìa. Vì năm loại mắt, 6 phép thần thông lìa nên hữu tình cũng lìa. Vì 10 lực Như Lai cho đến 18 pháp Phật bất cộng lìa nên hữu tình cũng lìa. Vì đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả lìa nên hữu tình cũng lìa. Vì 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp lìa nên hữu tình cũng lìa. Vì pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả lìa nên hữu tình cũng lìa. Vì trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng lìa nên hữu tình cũng lìa. Vì quả dự lưu cho đến độc giác Bồ Đề lìa nên hữu tình cũng lìa. Vì tất cả hạnh của Đại Bồ Tát, quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề của chư Phật lìa nên hữu tình cũng lìa. Vì trí nhất thiết trí lìa nên hữu tình cũng lìa. Thiên tử nên biết, vì sắc uẩn lìa nên 6 pháp Ba La Mật Đa cũng lìa, cho đến vì thức uẩn lìa nên 6 pháp Ba La Mật Đa cũng lìa. Nói rộng cho đến vì sắc uẩn lìa nên trí nhất thiết trí cũng lìa, cho đến vì thức uẩn lìa nên trí nhất thiết trí cũng lìa. Thiên tử nên biết, vì nhãn xứ lìa nên 6 pháp Ba La Mật Đa cũng lìa, cho đến vì ý xứ lìa nên 6 pháp Ba La Mật Đa cũng lìa. Nói rộng cho đến vì nhãn xứ lìa nên trí nhất thiết trí cũng lìa, cho đến vì ý xứ lìa nên trí nhất thiết trí cũng lìa. Thiên tử nên biết về sắc xứ lìa nên sáu pháp Ba La Mật Đa cũng lìa, cho đến về pháp xứ lìa nên sáu pháp Ba La Mật Đa cũng lìa. Nói rộng cho đến về sắc xứ lìa nên trí nhất thiết trí cũng lìa, cho đến về pháp xứ lìa nên trí nhất thiết trí cũng lìa. Thiên tử nên biết vì nhãn giới lìa nên sáu pháp Ba La Mật Đa cũng lìa, cho đến vì ý giới lìa nên sáu pháp Ba La Mật Đa cũng lìa. Nói rộng cho đến vì nhãn giới lìa nên trí nhất thiết trí cũng lìa, cho đến vì ý giới lìa nên trí nhất thiết trí cũng lìa. Thiên tử nên biết vì sắc giới lìa nên sáu pháp Ba La Mật Đa cũng lìa, cho đến vì pháp giới lìa nên sáu pháp Ba La Mật Đa cũng lìa.